Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu nói này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta tự đánh giá mình là một con người như thế nào? Khỏe mạnh hay yếu đau? Công chính hay tội lỗi? Đừng vội đưa ra cái kết quả ngay, bởi vì nếu mà chúng ta vội, rất là dễ dàng chúng ta sẽ rơi vào cái thái độ kiêu ngạo. Mà nên nhớ, cái tội đầu tiên đến với nhân loại của chúng ta, nó có nguồn gốc từ sự kiêu ngạo. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay Đức Giêsu Kitô nói với chúng ta: "Ta đến, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Và ta đến không phải để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Trong cái lời khẳng định ấy có hai cái điều này, nó làm cho chúng ta cần suy gẫm. Điều đầu tiên đó chính là tất cả mọi người chúng ta đều là những người yếu đau và tội lỗi. Tất cả mọi người, không ai là khỏe mạnh và công chính trước mặt Chúa cả. Và từ cái điều đầu tiên, nó dẫn đến cái hệ luận của điều thứ hai. Đó chính là một khi chúng ta tự cho mình là những con người khỏe mạnh và công chính, thì lúc bấy giờ chúng ta cũng sẽ đang nói với Đức Giêsu Kitô là: "Lạy Chúa, con không cần Ngài. Con không cần Ngài." Thưa cộng đoàn, vào mỗi ngày thứ sáu đầu tháng hay là trong tháng sáu, chúng ta thường hát bài Thánh Tâm Chúa Giêsu. Và trong cái bài hát đó, nó có một cái câu: "Xin cho những người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha." Và như con đã thưa đầu lễ, ngày hôm nay chúng ta lại được nhắc nhở để khẩn nài lòng thương xót của Chúa tuôn trào từ Thánh Tâm của Chúa. Khẩn nài tình yêu của Chúa đổ trên mỗi người trong chúng ta, để rồi chúng ta biết rằng là mình tội lỗi, mình bất xứng. Và như là Matthêu trong bài tin mừng ngày hôm nay, ông ta đang làm gì ở trạm thu thuế? Thì chắc chắn là ông ta đang thu thuế rồi. Nhưng ông ta đang ngồi. Ông ta đang ngồi ở đó. Và cái tư thế ngồi là cái tư thế của người gọi là nó vững vàng. Nó vững vàng. Ông ta đang thấy mình vững vàng trong cái nghề nghiệp của mình. Dù rằng cái nghề nghiệp ấy những người Do Thái rất là khinh ghét, nhưng mà kệ đời, tiền cứ vào túi ông, chúng mày muốn chửi gì chửi. Ông ta đang vững vàng trong những cái nghề nghiệp, dù rằng là cái nghề nghiệp sai trái của mình. Và Đức Giêsu Kitô đi ngang qua, lòng thương xót của Chúa được bày tỏ nơi ông. Lòng thương xót ấy nhìn thấy ông là một con người bệnh tật, không phải là bệnh tật thể xác, nhưng bệnh tật trong tâm hồn. Lòng thương xót của Chúa nhìn thấy ông cần được
cứu chữa. Và Ngài đã gọi, hãy theo ta. Và cái câu hãy theo ta ấy đã đánh động con người của Matthew, người thu thuế. Nó làm ông rúng động. Và sự rúng động đấy cho chúng ta có một cái suy đoán rằng từ trong thâm tâm của mình, ông cũng muốn vứt bỏ cái quá khứ, cái nghề nghiệp hiện tại của mình để làm lại đời sống của ông. Và chúng ta cũng có thể cảm thấy rằng ngay cái giờ phút lắng nghe hãy theo ta là một cái cuộc đấu tranh nội tâm rất là lớn lao, giằng co trong tâm hồn của Matthew. Cuối cùng, thiện lương đã thắng. Ông đã đứng dậy, vứt bỏ mọi sự để đi theo Đức Giêsu Kitô. Kính thưa cộng đoàn, nơi trường hợp của Matthew chúng ta nhận ra rằng hẳn là nơi ông có một cái sự giằng co. Ông đã có một cái quá trình để mong ước làm mới lại cuộc đời mình. Và cái mong ước ấy sẽ thành hiện thực nếu có một cái tác động như là một lời mời gọi của Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay, hãy theo ta. Cái mong ước ấy sẽ được cái thiện ý, cái lòng thương xót của Chúa kéo nó ra khỏi cái vũng lầy của tội lỗi. Nói đến đây, con xin cộng đoàn chúng ta cùng nhớ lại một cái câu nói mà con rất ấn tượng bởi Đức Thánh Cha Francisco khi mà Ngài nói rằng là hãy làm cho giáo hội của chúng ta trở thành một cái bệnh viện dã chiến. Bệnh viện dã chiến. Chúng ta nghĩ thế nào nếu bệnh viện ấy chỉ phục vụ những người khỏe mạnh? Chúng ta nghĩ thế nào khi một giáo xứ chỉ phục vụ những người tốt lành? Chúng ta sẽ thấy rằng là nó ngạc nhiên, bởi vì bệnh viện là phải phục vụ những người bệnh tật. Giáo xứ thì cùng với cả phục vụ những người tốt lành thì cái mục tiêu của nó là phải phục vụ những con người tội lỗi, những con người bất xứng. Cho nên rằng là nếu trong đời sống của chúng ta, thưa cộng đoàn, chúng ta chỉ chăm chăm chú vào những người dễ bảo, những người mà tốt lành, thì đó không phải là hình ảnh của giáo hội của Chúa. Đó không phải là hình ảnh bệnh viện của Chúa ở trần gian này. Rất nhiều con người đang sống trong tội. Họ vẫn có những cái khát mong được đổi đời, được thay đổi đời sống của mình, được bước ra khỏi cái vũng lầy của tội lỗi đang ghi chặt đời sống của họ. Họ cần một lời mời gọi như là lời mời gọi của Chúa Giêsu với Matthew, người thu thuế trong bài tin mừng hôm nay. Họ cần một lời mời gọi để họ bước ra từ chỗ tối tăm ra chỗ ánh sáng. Và lời mời gọi của Chúa là chính chúng ta. Ước chi qua lời nói, qua gương lành và qua hành động của chúng ta, chúng ta sẽ giúp đưa những con người yếu đau, tội lỗi trở về với Chúa, bước đi theo Chúa. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Ngài soi tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng Ngài. Ngài soi tôi.